Xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với K Center. Ngày hôm nay thì trước mặt chúng ta là một chiếc Kia Sorento phiên bản máy dầu Luxury sản xuất 2022. Xe thì mới lăn bánh được có hơn 3 vạn km thôi. Sơn zin thì cũng còn gần như là cả xe, rất là nhiều. Và giá thì cũng tương đối là hợp lý ở cái thời điểm này. Sorento máy dầu, form mới, công nghệ mới, khung gầm bệ, máy móc động cơ hoàn toàn mới. Giá bây giờ chỉ có hơn 900 triệu để trải nghiệm mà thôi. Cụ thể là 929 triệu đồng. Hỗ trợ trả góp lên đến tối đa là 70% giá trị xe trong vòng 5 năm với mẫu xe này, quý anh chị và các bạn nhé. Chúng ta hãy cùng ngắm qua một vòng quanh tổng quan về ngoại thất cũng như là nội thất của xe. Đây là thiết kế mới này, mặt ca lăng như chiếc mũi hổ này. Đèn có daily light cũng như công nghệ đèn bây giờ là cũng mới rồi. Nhìn thiết kế thì vô cùng bắt mắt luôn, từ những cái phần mâm lốp la răng. Bộ mâm thì chúng ta đây có nguyên một dàn lốp Michelin, bộ mâm 18 inch, nhìn rất là khỏe khoắn. Lốp Michelin thế hệ Primacy thế hệ thứ 3 anh chị và các bạn nhé, rất là êm ái luôn. Vận hành nếu mà đi phố mọi thứ thì cực kỳ là trơn tru, ổn định. Thiết kế thì khỏi phải bàn rồi, là một trong những mẫu xe có thiết kế đẹp nhất ở cái thời điểm ra mắt. Mọi chi tiết đều rất là đem đến cái cảm giác nó high tech, nó công nghệ. Đấy, ngập tràn luôn. Cốp này, cốp đóng mở điện cực kỳ dễ dàng. Chúng ta có thể bấm ở phần cốp, hoặc là bấm ở chìa khóa, hoặc là bấm ở trong xe. Rất là nhiều cách để chúng ta có thể mở được cốp. Về chất lượng xe thì quý anh chị và các bạn yên tâm nhé, là Car Center cam kết bằng văn bản hợp đồng bao check test hãng trên toàn quốc cho quý anh chị và các bạn luôn. Xe không đâm đụng tai nạn làm ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm của xe, xe không ngập nước thủy kích, máy móc động cơ hộp số là nguyên bản. Đấy, hàng ghế thứ ba chúng ta có thể những cái phần nút bấm để có thể lên xuống gập ghế cho hàng thứ hai này, có điều chỉnh gió này, nói chung là rất nhiều tính năng. Có cả cổng cắm tẩu, cắm sạc nhanh. Một mẫu xe đầy đủ tiện ích option. Cốp điện đóng mở rất là tiện lợi, dễ sử dụng. Bước vào từ hàng ghế sau thì chúng ta có thể thấy ngay là có rèm che nắng luôn, quý anh chị và các bạn nhé. Hàng ghế thứ hai chúng ta có rèm che nắng, hệ thống âm thanh giải trí này, những cái viền tắt ni cửa này, tay cầm này, có cả hộc để cốc luôn nhé. Những cái viền loa, thiết kế mọi thứ chi tiết đều rất là đẹp và sắc nét luôn. Phải khẳng định với quý anh chị và các bạn là như vậy. Đây, nội thất ra nguyên bản theo xe. Máy dầu Luxury phiên bản 7 ghế. Đó. Cửa gió hàng ghế sau. Nói chung là cổng sạc nhanh, nhìn đâu cũng thấy chỗ để cốc, hộc tì tay, nói chung là quá là đầy đủ, không thiếu một cái gì. Đây, và khi chúng ta mở cửa lái, chúng ta có thể để ý là ở những cái viền loa này, hoặc là những cái chỗ mà có cái giải LED trang trí này. Đó, cái hệ thống ánh sáng nó rất là đẹp và rất là bắt mắt luôn, quý anh chị và các bạn nhé. Thiết kế đẹp từ từng cái chỗ cửa gió luôn. Đèn đóm auto, gạt mưa tự động, không thiếu gì cả. Vô lăng tích hợp, ga tự động, đàm thoại rảnh tay, chúng ta có lấy chuyển số sau vô lăng. Đấy, màn hình theo xe, đồng hồ hiển thị, rất là nhiều tính năng, phím bấm, camera, cảm biến. Đó. Hộc tì tay. Và trên phiên bản Luxury chúng ta cũng đã có cửa sổ trời rồi quý anh chị và các bạn nhé. Ghế thì chúng ta có ghế chỉnh điện luôn. Một số cái thông số từ nhà máy ở trên phần cánh cửa. Nói chung máy dầu bản Luxury này là chúng ta cũng đã rất là đủ dùng rồi quý anh chị và các bạn nhé. Không hề thiếu một cái gì cả. Option tiện nghi đầy đủ. Và đây là khoang động cơ của chiếc Kia Sorento sản xuất 2022. Thế hệ máy mới Smart Stream D. D là viết tắt của diesel đấy. Máy turbo 2.2. Hệ thống máy động cơ là chung với cả Santa Fe.
mà giá thì lại êm ái hơn rất là nhiều so với sở hữu một chiếc Santa Fe, nên là chúng ta có thể cân nhắc Sorento ở cái phân khúc gia đình nhé, giá hợp lý, rộng rãi, thoải mái, đó là một trong những cái tiêu chí mà rất là ổn khi mà chúng ta mua Sorento, đặc biệt là form dáng thì rất là đẹp nữa chứ. Hỗ trợ lên đến 70% giá trị xe, 929 triệu đồng. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm, đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé, hoặc là có thể để lại bình luận để Car Center có thể nắm được thông tin cũng như là tìm đến hỗ trợ tư vấn mình một cách nhanh chóng, tận tình nhất có thể. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.